Thưa quý vị, Mỹ vẫn là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 gây ra với hơn 816.000 người tử vong và 52 triệu ca nhiễm. Tổng thống nước này đã cảnh báo là nhiều bệnh viện có nguy cơ vỡ trận vì số ca mắc Covid-19 gia tăng, tuy nhiên kêu gọi người dân không hoảng loạn. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận mặc dù tốc độ xét nghiệm đã tăng nhưng vẫn chưa đủ. Ngoài việc mở rộng các cơ sở xét nghiệm miễn phí, Mỹ cũng đang thúc đẩy việc cung cấp nhiều bộ xét nghiệm tại nhà. Với số ca nhiễm đang gia tăng, chúng ta vẫn còn hàng chục triệu người chưa được tiêm chủng và chúng ta đang chứng kiến số ca nhập viện tăng lên. Nhiều bệnh viện ở một số nơi sắp bị vỡ trận cả về trang thiết bị và nhân viên. Ông Biden cho biết, chính phủ liên bang đang mua thêm 500 triệu bộ xét nghiệm mà người Mỹ có thể đặt hàng miễn phí và được giao đến nhà của họ vào tháng 1 năm 2022. Tổng thống Biden cho rằng biến chủng Omicron sẽ không có tác động mạnh như đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên hồi năm 2020 hoặc làn sóng Delta hồi giữa năm nay. Ông Biden cho rằng việc xét nghiệm được triển khai trên diện rộng và tiêm chủng hàng loạt giúp nhiều người mắc COVID-19 không gặp biến chứng nặng.